Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2017, thứ ba tuần 23 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Thức suốt đêm cầu nguyện. Lời Chúa trong sách Luca chương số 6 câu 12 đến 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philip-phê, Bartolomeo, Matteo, Tôma, Giacôbê, con ông An-phê. Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot. Người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Lời suy niệm. Đức Giêsu là con người cầu nguyện. Đây là nét nổi bật của tin mừng Luca. Ngài cầu nguyện suốt cuộc đời trần thế, từ khi nhận phép rửa của Gioan ở sông Giô-đan đến khi hấp hối trên thập giá. Đối với Ngài, cầu nguyện là chuyện con đi gặp cha, là cuộc chuyện trò thân mật giữa cha và con. Chính vì thế, các lời cầu nguyện của Ngài đều bắt đầu bằng hai tiếng Abba, cha ơi thân thương. Cần một không gian tĩnh lặng và riêng tư để gặp cha, nên Đức Giêsu thường lên núi hay vào chỗ hoang vắng. Nhưng có khi Ngài cầu nguyện tự phát trước mặt môn đệ hay dẫn các môn đệ đến nơi mình sắp cầu nguyện. Gặp cha là hơi thở đem lại sự sống và hạnh phúc cho Đức Giêsu. Ngài múc lấy toàn bộ ý nghĩa đời mình qua các cuộc gặp gỡ đó. Bài tin mừng hôm nay cho thấy một lần cầu nguyện đặc biệt của Đức Giêsu. Ngài đã thức suốt đêm nơi một ngọn núi. Ngài cố ý đến ngọn núi này để gặp gỡ Thiên Chúa là cha của Ngài. Đức Giêsu có điều cần hỏi ý cha trước khi đi tới một quyết định. Và đây là một quyết định quan trọng. Đã có một đám đông môn đệ theo Ngài. Bây giờ Đức Giêsu muốn tuyển chọn một nhóm nhỏ để họ ở gần Ngài hơn và cộng tác với Ngài sát hơn. Đức Giêsu không muốn tự chọn cho mình những sự cộng sự viên. Ngài muốn đặt việc chọn lựa này trong bầu khí cầu nguyện. Ngài coi nhóm đặc biệt này là những kẻ cha đã ban cho con, những kẻ cha đã chọn từ giữa thế gian. Đức Giêsu chỉ muốn chọn những người cha đã chọn cho mình. Đến sáng Ngài mới rõ ý cha, mới làm xong việc chọn lựa. Như thế cả Đức Giêsu cũng phải vất vả tìm kiếm ý cha. Cuối cùng Ngài đã chọn được 12 ông mà Ngài gọi là tông đồ. Đời người được đan kết bằng những chọn lựa lớn nhỏ. Có những trường hợp dễ phân biệt trắng đen, nhưng có khi tôi phân vân không rõ điều nào tốt hơn và đâu thực sự là điều Chúa muốn cho đời tôi. Gặp gỡ Chúa trong lặng lẽ cô tịch với tâm hồn tự do thanh thoát, chúng ta có cơ may nhận được ánh sáng từ trên cao. Nếu tôi làm theo ý Chúa, đời tôi sẽ được hạnh phúc dù phải hy sinh. Nếu tôi cương quyết làm theo ý mình, dù biết ngược với ý Chúa, thì lòng tôi sẽ chẳng được bình an. Thiên Chúa muốn vén mở cho tôi biết ý định của Ngài về tôi, nhưng Ngài đòi tôi cất công tìm kiếm. Hạnh phúc cho ai tìm thấy ý Chúa sau những đêm dài trăn trở. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện.
không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài. Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con. Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu là con có thể tạo ra sa mạc. Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất. Khi chờ một người bạn, chờ đèn xanh ở ngã tư, chờ món hàng đang được gói, khi lên cầu thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ. Thay vì bực bội hay nóng ruột, con lại thấy mình sống bình an trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, những sa mạc ngắn ngủi hàng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với ý Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào. Amen.